Nếu bạn làm video vẫn cảm thấy nhàm chán, vẫn cảm thấy chưa thu hút thì video này chúng sẽ chia sẻ 10 góc quay độc đáo giúp bạn quay video mượt mà hơn và chất lượng hơn nhé, đảm bảo thu hút người xem hơn. Góc quay đầu tiên đó chính là góc rộng. Góc quay này phù hợp ở những bối cảnh rộng, quay bối cảnh thiên nhiên và rất là quay ngoài trời. Bạn có thể dùng góc rộng để quay hậu kỳ, quay hậu cảnh để xem bối cảnh đó như thế nào. Góc rộng là bao gồm bối cảnh xung quanh, bao gồm từ đầu đến chân của nhân vật để xem là nhân vật đang ở đâu, đang trong bối cảnh như thế nào. Để quay được góc rộng ở trên điện thoại, chúng ta thường sử dụng cam 0.5 để quay được rộng hơn, nhiều bối cảnh hơn và bao quát hơn không gian. Hoặc là bạn có thể quay góc 1x và lùi ra xa để bao quát được cả nhân vật và bối cảnh. Góc quay số 2 đó chính là góc chung. Góc chung này thường là từ ngực hất lên, tập trung vào chủ thể, hoạt động, cảm xúc của nhân vật. Góc quay này cũng là góc quay rất là phổ biến khi chúng ta làm video YouTube hay là TikTok. Có hai góc quay chung hay dùng, đó chính là từ bụng hất lên hay là từ ngực hất lên, sẽ miêu tả biểu cảm, cảm xúc của nhân vật hay là hành động của nhân vật. Trong video này mình cũng đã sử dụng hai góc chung, đó chính là góc chung từ bụng hất lên và góc chung từ ngực hất lên. Trong một video chúng ta có nhiều góc quay cũng sẽ thu hút người xem hơn và làm cho video của mình độc đáo hơn nhé. Góc quay số 3 đó chính là góc cận. Góc cận này thường là miêu tả biểu cảm, cảm xúc, miêu tả chi tiết trên khuôn mặt của nhân vật, thường để nhấn mạnh cảm xúc và nêu bật rõ tâm trạng của nhân vật lúc đó. Góc quay thứ 4 đó chính là góc đặc tả. Thường là quay những chi tiết rất là nhỏ, tùy từng bối cảnh, tùy từng câu chuyện sẽ có một ý nghĩa khác nhau khi chúng ta làm video. Bạn có thể tham khảo một số góc đặc tả sau đây. Góc quay số 5 đó chính là góc máy thấp. Vì chúng ta quay ở dưới lên sẽ làm cho nhân vật trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn. Góc quay này cũng thể hiện sự quyền lực, nổi bật hay là vị thế của nhân vật. Góc quay số 6 đó chính là góc máy cao. Việc sử dụng góc máy cao ở trên hướng xuống sẽ làm cho nhân vật trở nên nhỏ bé, cute hơn, đáng yêu hơn. Có thể áp dụng cho những cảnh quay với các chị em hay là chụp ảnh cho các chị em. Lúc này mặt của nhân vật sẽ trở nên nhỏ bé hơn, thon gọn hơn và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Anh em nào mà chụp ảnh cho vợ hay chụp cho bạn gái thì nhớ chụp check lên một chút nha, để mặt trở nên nhỏ gọn hơn, thon gọn hơn để các chị yêu quý hơn nha. Góc quay số 7 đó chính là góc POV, góc point of view. Đây chính là góc nhìn của nhân vật hay là góc nhìn của người thứ nhất. Khi chúng ta sử dụng góc quay này thì khán giả xem sẽ cảm thấy nhập tâm hơn vào nhân vật đó, hiểu hơn về góc nhìn của nhân vật. Chúng ta luôn tò mò không biết góc nhìn của người khác sẽ như thế nào, và khi chúng ta sử dụng góc quay này sẽ rất là thu hút. Anh chị em có thể là đeo một cái đai điện thoại ở trước ngực và chúng ta thể quay những góc này, hoặc chúng ta sử dụng những cái GoPro để quay video, quay mô tô vlog chẳng hạn, hay là quay nấu ăn ở góc nhìn thứ nhất, thì tôi đảm bảo là rất là thu hút nha. Góc quay số 8 đó chính là góc nghiêng. Góc nghiêng này thường để tăng năng lượng trong cảnh quay đó, giúp cảnh quay linh hoạt hơn, sống động hơn, sinh động hơn. Hoặc là góc nghiêng này cũng để miêu tả cái tâm trạng méo mó của nhân vật, cái gì nó nghiêng ngả, cái gì nó bất ổn, thì chúng ta cũng thường sử dụng cái góc nghiêng này tùy theo cái bối cảnh hay là cái câu chuyện đó. Góc quay số 9 đó chính là góc cut away, tức là những cái chi tiết xung quanh cái bối cảnh đó, có thể là cảnh cây cỏ. Anh chị em có thể tham khảo một số cái video của Lý Tử Thất đó, là họ dùng rất là nhiều cái cảnh này để quay những cảnh không gian, cảnh thiên nhiên. Góc này sẽ bổ sung thêm ý nghĩa, thêm thông tin cho video và làm video của chúng ta trở nên rất là đặc biệt đó. Và góc quay cuối cùng đó chính là góc quay động. Chúng ta thường sử dụng camera tiến, lùi, sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, tùy theo bối cảnh, tùy theo câu chuyện, tùy theo điều gì mà chúng ta muốn nhấn mạnh. Việc quay góc máy này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần đẩy ra, đẩy vào, xoay tròn, sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới thôi, tùy theo bối cảnh thôi. Thì việc chúng ta sử dụng những cái góc máy mà chuyển động như này sẽ làm video của chúng ta độc đáo hơn rất là nhiều. Vậy nên là anh chị em nào sử dụng điện thoại, dùng máy ảnh thì lên học quay những cảnh động ở trong video của mình nhé. Mỗi một góc máy, mỗi một động tác máy sẽ đem lại câu chuyện khác nhau và ý nghĩa khác nhau. Vì vậy hãy lựa chọn những góc quay phù hợp với nội dung và bối cảnh của bạn hay là cảm xúc bạn muốn đưa ra cho người xem nhé. Nếu cái video này bạn cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của Trung Công Nghệ để xem sớm nhất những cái video độc đáo từ Trung nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.